Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 5, với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Các địa phương thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Những lời dạy của Bác trong phát triển kinh tế hợp tác xã tại Hưng Yên. Huyện Văn Lâm, địa phương 3 năm liên tục đứng đầu về cải cách hành chính. Huyện Tiên Lữ có nhiều bến bãi không phép vẫn hoạt động. Quý vị và các bạn, chiều nay tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự. Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã báo cáo kết quả hoạt động trọng tâm 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Trong đó nổi bật là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch 37 về phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 10 tháng 5 đã tiếp nhận trên 20 tỷ đồng tiền mặt và nhiều trang thiết bị nhu yếu phẩm với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng, tiếp nhận trên 300 tấn gạo và 800 triệu đồng hỗ trợ gạo cho hộ nghèo của tỉnh. Hội nông dân tỉnh giải ngân 3 dự án nguồn vốn trung ương với số tiền 1,5 tỷ đồng cho 30 hội viên vay. Liên đoàn Lao động tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có nhiều đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động hội. Tính đến nay, đoàn viên thanh niên có 700 ý tưởng, sáng kiến được cập nhật vào Ngân hàng Ý tưởng Sáng kiến của Trung ương đoàn. Hội cựu chiến binh gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội và nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội mạnh thì hệ thống chính quyền mạnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy và thực hiện tốt nhiệm vụ hơn nữa, tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức làm việc đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra. Mỗi cán bộ hội viên, đoàn viên phải sâu sát cơ sở, nắm được tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, làm cầu nối giữa nhân dân và chính quyền. Mọi việc gắn liền với nhiệm vụ tại mỗi thời điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành gắn với nhiệm vụ của tỉnh, triển khai xây dựng duy trì các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hiệu quả thiết thực, tiếp tục tuyên truyền vận động phòng chống dịch COVID-19, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vào cuộc hơn nữa để những huyện còn lại sớm về đích huyện nông thôn mới. Sáng ngày 13 tháng 5 tại thị xã Mỹ Hào, tập đoàn TNT đã tổ chức trao hỗ trợ 500 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới các gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, người cao tuổi gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sự và trao tặng có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi trao hỗ trợ, tập đoàn T&T đã trao trực tiếp 35 suất quà tới các gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn của thị xã Mỹ Hào. Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, đồng chí Phạm Thị Tuyến đã biểu dương tập đoàn T&T đã khắc phục khó khăn ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời chung tay cùng với tỉnh giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 sớm ổn định cuộc sống. Sáng nay, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội. Đến dự có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh có 9 chi bộ trực thuộc với 60 đảng viên, phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực hình sự. Từ năm 2015 đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tiến hành kiểm sát việc giải quyết 527 tin báo tố giác tội phạm, kiểm sát điều tra 475 vụ, truy tố 425 vụ, kiểm sát xét xử sơ thẩm 418 vụ, kiểm sát xét xử theo trình tự phúc thẩm
609 vụ. Tỷ lệ giải quyết án đạt cao, chất lượng công tác kiểm sát, bắt tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm sát, việc giải quyết các vụ việc dân sự hành chính, kinh doanh thương mại bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đại hội đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025. Hàng năm Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đạt trong sạch vững mạnh, 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao năng lực đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Sáng nay, đoàn thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ân Thi. Từ năm 2011 đến năm 2019, huyện Ân Thi đã huy động trên 5.128 tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, 20 trên 20 xã của huyện đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cơ bản hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện của huyện Ân Thi trong triển khai xây dựng nông thôn mới, đồng thời yêu cầu huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn thẩm định, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, các thành viên ban chỉ đạo và văn phòng điều phối nông thôn mới để sớm hoàn thiện hồ sơ. Cùng với đó, chỉ đạo các xã cơ quan chuyên môn của huyện xử lý ngay một số điểm còn ô nhiễm rác thải, nước thải trong khu dân cư, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trên các tuyến đường làng ngõ xóm, phục vụ công tác thẩm định của ban chỉ đạo quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hôm nay, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu thực hiện chi trả tiền hỗ trợ theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng. Hôm nay, ông Hoàng Văn Khởi và trên 700 người dân thuộc đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 của xã Liên Phương đã được cán bộ xã kịp thời trao tận tay tiền hỗ trợ. Ông Khởi có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng ông già yếu nên việc được nhận khoản tiền hỗ trợ 3 tháng là 1,5 triệu đồng. Sẽ phần nào giúp gia đình ông có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ, đây là một điều rất là đáng quý. Trong lúc khó khăn này thì càng ý nghĩa và càng làm cho chúng tôi tin tưởng vào cái đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, động viên chúng tôi cố gắng hơn nữa và phải quyết tâm hơn nữa trong cuộc sống. Được là Nhà nước và Chính phủ, tỉnh với xã là quan tâm là cho chúng tôi gạo và tiền. Chúng tôi rất phấn khởi và xúc động. Trong đợt này, toàn tỉnh có gần 110.000 người thuộc 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ thụ hưởng gói an sinh xã hội của Chính phủ với tổng số tiền là trên 131 tỷ đồng. Trong đó có trên 66.000 người có công, thân nhân người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 với mức là 500.000 đồng một người một tháng. Gần 46.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng mức hỗ trợ là 250.000 đồng một người một tháng. Hiện đã có huyện Văn Lâm, thành phố Hưng Yên tiến hành chi trả cho các đối tượng. Để hỗ trợ cho các người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo từ thành phố cho đến các phường xã, kịp thời rà soát, đảm bảo công khai minh bạch, không xảy ra những vi phạm và những trục lợi, cũng không có những cái trường hợp trùng lắp cũng như là không có các cái trường hợp bỏ sót. Chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng của thành phố và các phường xã và nguồn thứ hai là nguồn cải cách tiền lương để thực hiện việc chi trả. Để việc hỗ trợ bảo đảm kịp thời đầy đủ đúng đối tượng, công khai minh bạch, tránh trục lợi chính sách, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã phân công cán bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đồng thời đôn đốc các địa phương tiến hành chi trả kịp thời. Các điểm chi trả tiền hỗ trợ đều niêm yết công khai danh sách các đối tượng được hỗ trợ tiền để mọi người tiện theo dõi nên được người dân đồng thuận cao. Điều đáng nói là có một số người khi nhận tiền hỗ trợ còn tự nguyện ủng hộ lại Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 địa phương để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, tôi là những người chính sách được nhận tiền hỗ trợ, nhưng mà đến đây thì thấy nhiều người còn khó khăn hơn. Do vậy là tôi ủng hộ toàn bộ số tiền được lĩnh là 1,5 triệu gửi các đồng chí trên tuyến đầu chống dịch.
Việc nhanh chóng triển khai thực hiện chi hỗ trợ theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời cho một số đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại các địa phương đã và đang góp phần chia sẻ, giúp người dân vượt qua khó khăn, đảm bảo cuộc sống, ổn định xã hội. Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất mới và đẩy mạnh phát triển kinh tế của cả nước và những lần về thăm Hưng Yên. Trong đó, người nhắc nhở tổ đổi công và hợp tác xã, đó là những đội quân mạnh mẽ lôi cuốn nông dân cả tỉnh đấu tranh cho vụ mùa thắng lợi. Năm 1968, Bác tặng bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cừ về thành tích sắp xếp công việc thích hợp cho xã viên có hoàn cảnh khó khăn. Người nhấn mạnh, mỗi hợp tác xã phải như một gia đình, phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Bác rất vui lòng biết rằng đồng bào và cán bộ các hợp tác xã ở Đỉnh Cao làm được như vậy. Thấm nhuần lời dạy của Bác, năm 2018, Hợp tác xã Dịch vụ Tân Linh thành lập với mục đích then chốt là hỗ trợ nhau cùng phát triển. Năm 2019, trong khi nhiều hộ chăn nuôi lợn tại xã Đỉnh Cao phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi, thì đàn nuôi của 100% các hộ thành viên trong Hợp tác xã Tân Linh không bị mắc dịch, chất lượng và giá bán cao. Đó là nhờ sự đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau về kỹ thuật, trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh. Mục đích của chúng tôi là thành lập hợp tác xã để các thành viên hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm mà trong chăn nuôi và giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, cùng nhau khắc phục trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua. Không riêng hợp tác xã Dịch vụ Tân Linh, để hỗ trợ các thành viên giải bài toán về tiêu thụ sản phẩm, Hợp tác xã Thủy sản Hạ Lễ, huyện Ân Thi đứng ra bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho 17 hộ thành viên. Tính riêng năm 2019, sản lượng cá thương phẩm cung cấp ra thị trường đạt trên 200 tấn cá các loại. Xã nuôi trồng thủy sản có bộ phận kinh doanh của hợp tác xã là sẽ giúp cho các hộ dân tiêu thụ cái sản phẩm đầu ra. Để các hợp tác xã phát triển bền vững, Bác Hồ từng nhấn mạnh, mọi người phải nâng cao tinh thần đoàn kết, tinh thần làm chủ, thực hiện cần kiệm, xây dựng hợp tác xã, chống lãng phí, tham ô. Đối với hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau củ quả sạch phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, ngay từ khi thành lập đã xác định rõ vai trò nhiệm vụ của ban quản trị trong việc thúc đẩy kinh tế hợp tác xã, không chỉ hỗ trợ nhau trong việc sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng cao, hợp tác xã còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Cái mấu chốt mà để hợp tác xã phát triển quan trọng nhất là hợp tác xã đã có tất cả những cái quy chế chung, đoàn kết này và minh bạch trong tất cả mọi mặt. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có trên 400 hợp tác xã, chủ yếu là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh đang nỗ lực hăng hái ra sức thi đua, lao động sản xuất, đẩy mạnh liên kết từng bước tháo gỡ khó khăn, vươn lên làm giàu. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài giải pháp chủ yếu trong chuyển đổi trọng tâm từ chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2025. Đề tài đã cung cấp hệ thống quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, những thông tin chính xác khách quan về quá trình triển khai thực hiện, đánh giá thực trạng dự báo xu hướng phát triển của dân số tỉnh Hưng Yên, chỉ rõ hạn chế, bất cập và nguyên nhân, từ đó đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm chuyển đổi trọng tâm dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2025. Đề tài do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ nhiệm. Thời gian thực hiện trong 2 năm có ý nghĩa lớn cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác dân số, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, nhất trí nghiệm thu xếp loại xuất sắc. Huyện Văn Lâm là một trong những điểm sáng về công tác cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên. Trong 3 năm từ 2017 đến 2019, Văn Lâm liên tiếp đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thị xã và thành phố. Việc cải cách hành chính, đặt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp lên trên hết đã trở thành tiêu chí hành động thi đua của tất cả các cơ quan hành chính và cả các đơn vị thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn huyện Văn Lâm. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cùng sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiều năm qua,
Văn Lâm luôn là địa phương đi đầu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, đáp ứng nhu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, đưa kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Nói chung là chúng tôi thường đến cơ quan để xin giấy tờ. Các anh, các chị đều quan tâm nhiệt tình, công việc thì nhanh chóng, gọn gàng. Chúng tôi cũng rất vui lòng với cái cách làm việc của các anh chị ở đây. Tôi cũng có đến đây một vài lần, tôi thấy tất cả các cán bộ ở đây tiếp đón chúng tôi rất là nhiệt tình, rất là chú đáo, không có gì chê được, hướng dẫn rất là chi tiết. Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019, trong 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019, huyện Văn Lâm liên tục giữ vị trí đứng đầu bảng về cải cách hành chính khối các huyện, thị xã và thành phố. Đến nay, Văn Lâm đã duy trì thực hiện rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực, đã mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Tôi thấy rất là yên tâm. Thứ nhất là bộ phận một cửa rất là nhanh, thứ hai nữa là sự đón tiếp rất là nhiệt tình và tôi thấy rất là hài lòng. Để đạt được sự hài lòng thực chất của người dân bằng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ thì luôn mỉm cười, tận tình, chu đáo, nâng cao cấp độ dịch vụ công mức độ 3-4. Đối với cấp xã cũng tương tự, đấy, giải quyết nhanh chóng trước thời hạn, nâng cao dịch vụ công mức độ 3. Năm 2020, công tác cải cách hành chính tiếp tục được huyện Văn Lâm xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá với nhiều cách làm sáng tạo. Để tiếp tục tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn Lâm đã triển khai cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính. Qua 2 ngày mở đợt cao điểm ra quân xử lý các phương tiện ô tô vi phạm chở hàng quá tải, cơi nới thành bệ, Tổ Liên ngành Công an Thanh tra Giao thông tỉnh đã phát hiện và xử phạt 6 trường hợp vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 256 triệu đồng. Thực hiện chỉ thị số 06 ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kế hoạch liên ngành về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, Tổ Liên ngành đã kiểm tra kịp thời phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp với tổng số tiền xử phạt nộp vào kho bạc nhà nước 256 triệu đồng. Cụ thể, trên tuyến đường DT376 km số 5, Tổ Liên ngành đã phát hiện 3 xe chở hàng đều quá trên 100% tải trọng. Theo đó, xe biển kiểm soát 89C10865 vi phạm quá tải hàng hóa trên 150%, quá tải trọng trục 100-150%, vi phạm kích thước thành thùng bị xử phạt 45 triệu đồng. Xe biển kiểm soát 29H16563 vi phạm lỗi quá tải hàng hóa là 150%, quá tải trọng trục từ 50-100%, vi phạm kích thước thành thùng bị xử phạt 99,2 triệu đồng. Xe biển kiểm soát 12C07894 vi phạm kích thước thành thùng, lái xe không có giấy phép lái xe đã bị xử phạt 29,9 triệu đồng. Trước đó, ngày 12 tháng 3, lực lượng liên ngành cũng đã xử phạt 3 xe quá tải trọng cơi nới thành thùng với số tiền 82,4 triệu đồng. Thời gian qua, huyện Tiên Lữ có nhiều bến bãi không phép ngang nhiên hoạt động, vi phạm hành lang đê điều, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại vào buổi chiều ngày 5 tháng 5 tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Việt Thái Hưng thuộc xã Thiện Phiến. Các cơ quan chức năng đã 3 lần xử phạt hàng trăm triệu đồng và ra quyết định đình chỉ hoạt động do không có giấy phép và không phù hợp quy hoạch. Tuy nhiên, đơn vị vẫn ngang nhiên tập kết vật liệu trên đỉnh kè, vi phạm hành lang đê và sông. Đây chỉ là một trong 5 bến bãi không phép đang hoạt động ở xã Thiện Phiến, dù đã thanh lý hợp đồng thuê đất từ tháng 4 năm 2017. Việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương là nguyên nhân khiến những bãi tự phát này suốt 3 năm nay không thể giải tỏa. Chúng tôi không phải là thoái thác, địa phương là cũng phải là có vai trò trách nhiệm. Cái cấp của địa phương của chúng tôi thì xử phạt thì chỉ xử phạt được 5 triệu đồng thôi, không thể nào có cái ngăn cản được. Đành lòng là sau khi chúng tôi phối hợp là đều báo cáo cấp trên, thì cấp trên mới có quyền xử phạt. Hành chính các anh này mang tính chất là nó nặng tay thì mới dẹp được. Bãi tập kết vật liệu xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Sơn ở xã Hải Triều hoạt động nhiều năm trong tình trạng không phép mặc dù nằm trong quy hoạch. Biết là như thế này thì cũng không phải nhưng mà bây giờ đầu tư ra đóng tiền như thế này rồi. Đơn vị chức năng thì đôn đốc và làm thủ tục giấy tờ.
Hiện nay huyện Tiên Lữ có 15 bến bãi đang hoạt động, trong đó chỉ có 2 bến bãi có phép, 6 bến bãi không phù hợp quy hoạch đã tồn tại từ nhiều năm nay, tập trung ở xã Thiện Phiến và Minh Phượng. Trong đó, bến bãi của ông Nguyễn Văn Thảo, bà Phạm Thị Hữu, xã Minh Phượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Quyền Anh ở xã Đức Thắng tập kết vật liệu ngay sát chân đê. Từ đầu năm đến nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với hạt quản lý đê điều đã tiến hành lập biên bản đối với tất cả các bến bãi không phép và xử phạt hành chính 2 trường hợp. Chúng tôi đã tham mưu Ủy ban huyện trực tiếp xử lý 2 bến bãi. Một trường hợp là bến bãi của ông Trần Tuấn Đạt tại khu vực xã Thiện Phiến, 30 triệu. Và trường hợp thứ hai đó là cái vi phạm về cái mố cẩu của công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Hải Phòng. Thì chúng tôi đã xử lý dứt điểm và xử phạt hành chính là 100 triệu. Và đến thời điểm hiện nay thì trước cái mùa mưa bão đang đến gần thì chúng tôi đã tích cực phối hợp với hạt quản lý đê, tập trung lập biên bản, đôn đốc nhắc nhở tất cả các trường hợp, kể cả có phép và không có phép. Các bến bãi hoạt động trái phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng hành lang đê sông Luộc. Cùng với đó là tình trạng xe quá tải hoành hành, mức xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng là không đủ sức răn đe. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, thậm chí là cưỡng chế giải tỏa chưa quyết liệt là lý do khiến những bến bãi tự phát tồn tại hết năm này qua năm khác. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thông báo số 125 ngày 9 tháng 5 về tạm dừng hoạt động đối với các quán bar, vũ trường, karaoke để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, song trên địa bàn thành phố Hưng Yên, rất nhiều các quán karaoke vẫn mở cửa hoạt động. Sau khi họp ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán karaoke, bar để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại thành phố Hưng Yên, rất nhiều quán karaoke vẫn mở cửa, khách ra vào hát khá đông, như các quán karaoke khu vực chợ gạo, Triệu Quang Phục, phường An Tảo, khu vực phố Hồ Đắc Di, phường Hiến Nam. Điều này làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Các cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng chấn chỉnh hành vi này. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.